như một ngôi loa. Giống như trong cái dầu anh á. Đi. Rồi ngồi vô nè, cho cái tấm hình cuối cùng đi về nè. Ngồi ngồi vô. Đây nè, bữa cơm chia tay. Chia tay đảo Hòn Sơn. Tao chỉ khoái mà khoái mày món cháu tao thôi. Ăn cho no rồi về dọc đường trên biển không có đồ ăn. Báo với lại quý vị là trên tàu không có đồ ăn nên các quý vị cứ ăn cho no rồi về. Chủ quán ở đây là phục vụ tận tình. Ok. Chia tay. Lên hình một cái. Đây đủ rồi đúng không? Rồi. Ăn đi. Không có cái ly, có ly không? Nhập đi. Đây đây. Đây đây đó, giờ đây muốn ngồi tới giờ nào ngồi đi, quá 12 giờ cũng được nữa. Tí là về mày lái xe đừng có uống không bé.